chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp đập thị trường ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán phiên cuối tuần diễn biến không mấy khả quan trong suốt quá trình giao dịch. Một nhịp tăng khá mạnh bất ngờ xuất hiện trong phiên chiều nay, đưa VN Index tăng 0,69%, tương đương hơn 7 điểm trước khi lại bị các cổ phiếu vốn hóa lớn ép xuống và kết phiên chỉ còn tăng 1,69 điểm. Dù chỉ số đánh võng nhưng cổ phiếu vẫn duy trì được mặt bằng giá ổn định tích cực. Nhóm bất động sản giao dịch mạnh, nhiều mã kịch trần. Trong tuần tới thị trường sẽ có diễn biến như thế nào và đâu là nhóm cổ phiếu tiềm năng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho khán giả của VTC ạ. Xin ông cho biết về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch vừa qua thì có một phiên giảm mạnh đầu tuần và đã có 4 phiên hồi phục về cuối tuần. Về mặt điểm số thì chỉ số không có biến động nhiều so với mức đóng cửa của tuần trước. Thanh khoản của thị trường trong tuần này thì có xu hướng giảm về cuối tuần và trong phiên cuối tuần thì thanh khoản có tăng nhưng chỉ số lại giao dịch khá là giằng co. Về giao dịch của khối ngoại thì trong tuần này khối ngoại đã mua ròng gần 500 tỷ đồng. Mặc dù vậy thì khối tự doanh của các công ty chứng khoán lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng và tạo áp lực lên thị trường. Ngắn hạn thì tôi thấy rằng là cái biến động của chỉ số khá hẹp và các cái cổ phiếu thì biến động khá là giằng co. Với những diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua như vậy thì ông có dự đoán và nhận định như thế nào về diễn biến thị trường trong tuần sau, tức là tuần của cuối tháng 3? Chúng tôi nhận thấy rằng là tâm lý thận trọng thì nó vẫn là cái chủ đạo và rất có thể trong tuần giao dịch cuối tháng 3 thì cái trạng thái mà giao dịch trong một cái biên độ hẹp của chỉ số VN Index và với cái thanh khoản thì ở mức trung bình thấp thì rất có thể nó sẽ còn tiếp diễn. Còn ngắn hạn thì tôi nhận thấy rằng là cái lực mua của các cái quỹ ETF, đặc biệt là quỹ Fubon ETF là cái quỹ chỉ số có xuất xứ từ Đài Loan thì đấy là cái quỹ mà đang tiếp tục giải ngân tại thị trường chứng khoán Việt Nam và đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Mặc dù vậy thì nhà đầu tư trong nước vẫn khá dè dặt và khối tự doanh vẫn đang bán ròng là những yếu tố có thể hạn chế của thị trường trong tuần tới. Dạ vâng ạ, vậy thì ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư và đâu là cổ phiếu đáng để đầu tư cho các nhà đầu tư trong tuần sau? Tôi cho rằng ngắn hạn thì chính bởi cái yếu tố mà thị trường biến động trong một cái biên độ hẹp cộng với cái thanh khoản thì ở mức trung bình thấp nó khiến cho biến động của các cổ phiếu cũng không được ổn định. Có thể phiên này tăng nhưng phiên sau lại giảm ngay. Và cái rủi ro của cái việc mà nền kinh tế Việt Nam có thể công bố những cái thông tin vĩ mô nó có phần gọi là ảm đạm hơn, nó sẽ là những cái rủi ro của thị trường trong thời gian tới. Chính vì thế mà ngắn hạn thì tôi cho rằng là các nhà đầu tư nên hạn chế trading ngắn hạn. Nên chờ đợi thị trường phản ánh nhiều những cái rủi ro liên quan đến kinh tế vĩ mô cũng như là liên quan đến kết quả kinh doanh quý 3 để thị trường có thể có một cái mức định giá hấp dẫn hơn và qua đó thì chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư trong trung và dài hạn. Cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp tục chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu là các tổ chức tín dụng phải chủ động cân đối, đảm bảo, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến, tạm trữ thóc gạo kinh doanh, xuất khẩu gạo, đặc biệt là vụ đông xuân trong những tháng đầu năm 2023. Đơn giản quy trình nhằm rút ngắn thời gian duyệt cho vay, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức nâng cao hiệu quả thẩm định, đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng và đánh giá rủi ro nhằm tăng cường cho vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dựa trên cơ sở quản lý dòng tiền. Thay vì cho thuê vị trí làn xe với giá là 47 đến 55 triệu đồng một tháng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phải đưa ra phương án thu phí theo lượt với giá sàn bỏ thầu là 9.100 đồng một lượt, chưa kể tiền thuê bãi đậu chờ của nhà xe. Việc thu phí dự kiến được áp dụng thu theo lượt kể từ ngày 1 tháng 4. Theo đó thì từ thời điểm nêu trên, khách đi taxi hoặc xe công nghệ ở sân bay này sẽ chịu ít nhất 3 loại phí bao gồm phí vào cổng sân bay 10.000 đồng một lượt, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ với tổng kinh phí không dưới 25.000 đồng một lượt. Liên quan đến việc thoái vốn ngân hàng của Petrolimex, đại diện của tập đoàn này cho biết sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là xăng dầu, thực hiện các dự án đầu tư chiến lược. Với vai trò là ông lớn trong ngành xăng dầu, khi Petrolimex đang chiếm khoảng 50% thị phần trên thị trường, việc thoái vốn tại PG Bank sẽ giúp tập đoàn này củng cố thêm vị thế của mình bằng việc thực hiện các dự án đầu tư lớn. Hiện Petrolimex cũng là một trong số ít doanh nghiệp cung ứng ra thị trường sản phẩm xăng dầu chất lượng cao như xăng RON 954, dầu DO 0.001SV, nhưng chủ yếu phải nhập khẩu. Theo quy định đấu giá cổ phần của Petrolimex sẽ được đấu giá tại HOSE.
Ngày 30 tháng 3 là thời hạn cuối cùng nộp tiền đặt cọc, ngày 5 tháng 4 nộp phiếu đăng ký đấu giá. Hiện tại, vốn sở hữu của Petrolimex tại PG Bank là 40%, mức giá khởi điểm 21.300 đồng một cổ phiếu. Thương vụ này sẽ được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai cho 120 triệu cổ phiếu vào ngày 7 tháng 4. Nếu được thực hiện thành công khi thoái toàn bộ 100% vốn bằng mức khởi điểm, Petrolimex có thể thu về tối thiểu hơn 2.500 tỷ đồng. Đại diện của Petrolimex cho biết, trên cơ sở cân đối dòng tiền, sẽ có quyết định gửi tiền tại ngân hàng cho hợp lý. Sau thương vụ này, tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với PG Bank như 16 năm hợp tác vừa qua. Công ty cổ phần Vsem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng, mã chứng khoán DXV, thông báo nhận được văn bản của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, kèm thông báo ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hải Dương về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Nga do đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian ông Nga công tác tại công ty xi măng Vsem Hoàng Thạch. Thời điểm bị bắt, bị can hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vsem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng. Ông Nga được bầu vào ghế thành viên Hội đồng Quản trị Vsem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2022-2027, từ ngày 29 tháng 4 năm 2022, trước khi nắm ghế điều hành, vị lãnh đạo không giữ bất kỳ chức vụ nào tại DXV. Thưa quý vị, đến hạn lại lên, cứ vào dịp tháng 4 hàng năm, người dân trồng hoa loa kèn tại xã Hà Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội lại tất bật thu hoạch hoa loa kèn nở sớm. Và nhiều hộ gia đình tại đây đã cố tình ép hoa nở sớm với hy vọng bán được giá cao và đáp ứng nhu cầu thưởng thức hoa của người dân thủ đô. 6 giờ 30 sáng, vợ chồng chị Hoa tất bật thu hoạch những bó hoa loa kèn đầu tiên của năm nay. Dù còn 10 ngày nữa mới vào chính vụ, nhưng thu hoạch sớm sẽ giúp gia đình chị bán được giá cao hơn chính vụ. Bây giờ gia đình tôi đang gấp rút thu hoạch để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Vì hoa này thời gian nó xô chỉ trong vòng một tháng, là đa số là nó sẽ hết hoa. Hoa loa kèn được người dân ưa trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại. Nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 3-4 bông. Theo các chủ vườn, giá năm nay thấp hơn năm ngoái, dao động từ 120-140.000 đồng trên một bó 10 bông. Như vậy, lợi nhuận thu về sẽ từ 30-50 triệu đồng trên một sào. Năm ngoái là dao động cứ tầm 170-180 một mở, nhưng năm nay là bị xuống hơn. Còn nếu ví dụ như bình thường có mưa thì người trồng trước ăn trước, người trồng sau ăn sau. Người Hà Nội ưu ái gọi đây là hoa tháng 4, bởi hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm. Vào chính vụ, giá hoa loa kèn ở mức 30-50.000 đồng một bó, 10 bông, phụ thuộc vào nụ hoa to hay nhỏ, đơn hay kép. Đầu vụ như thế này, mặc dù giá cao gấp 3 lần, nhưng vẫn đắt hàng vì nhiều người yêu thích vẻ đẹp tinh khôi, giản dị của loài hoa. Tháng 4 về, tất cả các ngõ nhỏ của Hà Nội, từng góc phố một, từng ngôi nhà đều tràn ngập sắc hoa loa kèn. Và cái ký ức đấy đi vào từng người dân Hà Nội. Hoa loa kèn là cái mùa mà các chị em và cũng như các gia đình đều rất là yêu thích nó, bởi vì nó là có một cái màu sắc trắng trong và rất là tinh khôi. Các tiểu thương nhận định chỉ khoảng một tuần nữa trời sẽ nắng ấm, thuận lợi cho việc thu hoạch hoa, lúc đó sẽ dễ bán hơn và có giá cao gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, hoa loa kèn được trồng nhiều nhất ở các làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tịu và những năm gần đây là Hạ Mỗ, Đan Phượng. Cứ mỗi dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm, khi mà những bông hoa loa kèn này nở rộ, báo hiệu một mùa hè đang tới gần, thì cũng là lúc mà người dân trồng hoa tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội lại tất bật thu hoạch và sau đó thì vận chuyển những bó hoa này vào nội thành của Hà Nội để phục vụ cho nhu cầu chơi hoa của người dân thủ đô. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp đập thị trường ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.